Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 10.000 tốc cần Nabook đến 200.000 tốc cần Nabook nha bạn. Thì chương trình để góp này nó diễn ra từ ngày kết thúc vào ngày 15 tháng 6 và nó sẽ phân phối vào ngày 15 tháng 7 nha tất cả các bạn. Thì đây là một tốc cần của ví Nabook rất là ngon luôn các bạn. Nó cũng tương tự như là một cái ví Sabiban có tốc cần SFB vậy đó các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn cần phải có một cái ví là nabook.io, thì mình đã có cái video hướng dẫn các bạn tải và tạo ví các bạn. Rồi tiếp tục các bạn, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow Twitter nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn trích dẫn cho bài chiếc game nè các bạn. Các bạn lưu ý nghe tới các bạn nhớ gắn cái thẻ tang vô là a cộng nabook wallet. Rồi bạn tự quyết lên nè, tan dài người bạn của mình vào người ta các bạn. Phải có thẻ tan đó mới được người ta các bạn. Tốc cần Nabook này sẽ list lên sàn MC vào ngày 15 tháng 7 luôn hả gì các bạn. Khá là ngon người ta các bạn. Thì thẻ tan thì các bạn chỉ copy cái thẻ tan nằm chỗ này nè các bạn. A cộng nè. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram group nữa nè. Mình thì rất thích là những dán mà đã list sàn MC các bạn. Sau khi list sàn MC thì nó sẽ tiếp lên sàn Binance thôi. Chắc mà một câu để cho không phải là người bot đi bạn. Hello. Ok. Mình đã bị chặn ấy các bạn. Chặn comment này bạn. Tiếp tục các bạn join vào Discord nè bạn. Trên Discord thì các bạn mở Discord mình ra nè. Rồi, các bạn chấp nhận là mời người ta các bạn. Sau khi join chào Discord các bạn chat gì một câu đi các bạn, hello đi các bạn, để xác nhận không phải là người máy nha các bạn. Rồi spam ha các bạn. Rồi trên Discord này nó không cần verify cho nên bạn, dự án này khá là dễ các bạn. Trên Discord thì mình cũng rất là dở cái trên Discord mà. Thì tiếp tục các bạn lướt xuống, các bạn copy cái username Discord của mình nha các bạn. Các bạn vào một setting nè, một bánh găng nè. Đợi, sorry các bạn, để mình lấy username của mình mà. Đâu rồi ta? Rồi, username mình nằm chỗ này nè các bạn. Anh avatar mình nè các bạn. Rồi, các bạn copy nha các bạn. Khó quá. Các bạn copy lại chỗ này nè. Rồi các bạn copy cái username mình lại các bạn. Rồi các bạn trở về một cái team phòng hồi nãy nha tất cả các bạn. Các bạn trở về cái team phòng, các bạn dán cái username Discord lên chỗ này nè các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ username tại Twitter của mình nha các bạn. Cộng win VNN9 nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lên username Telegram căn đó cho anh xào ai góp nha các bạn. Kèo này khá là ngon các bạn. Subdress how to address Nabook quantify các bạn. Thì các bạn dòng đầu dòng thứ tiếp theo thì các bạn gỡ địa chỉ ví trên ví Nabook các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ ví Nabook của mình ra nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào reset nè. Các bạn copy địa chỉ này nè các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì nó hỏi các bạn có đóng góp từ dán Nabook hay không để mình dịch của các bạn. Bạn có dự định đóng góp như thế nào cho cộng đồng không? Thì các bạn nó qua bên Google dịch các bạn dịch nha bạn. Các bạn ghi là, các bạn chọn tiếng Việt của tiếng Anh nè, các bạn ghi là tôi đã đóng góp chia sẻ lên Twitter, tôi đã đóng góp và chia sẻ cho cộng đồng
Airdrop. Rồi các bạn nhấp xuống đi các bạn, các bạn chuyển tiếng Việt qua tiếng Anh nha các bạn. Rồi các bạn copy cái dòng này nha các bạn, rồi các bạn mashup lên nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn lưu ý các bạn chọn dịch, các bạn chọn qua tiếng tiếng Anh nha các bạn. Các bạn chọn qua tiếng Việt sẽ nó lỗi á. Rồi các bạn kiểm tra thông tin rồi một lần nữa có đầy đủ không, nếu đầy đủ hết thông tin thì các bạn bấm gạt nó xong. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Airdrop nhận 10.000 đến 200.000 token là bút, đến đây cũng kết thúc. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.